Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nhịp sống nước Nga DT, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, chúng ta lại tiếp tục về chủ đề chợ vòm. Chợ vòm là hang ổ của địa ngục. Tháng 9 năm 2008, cảnh sát Moscow đã đột nhập vào khu chợ, tịch thu được 6.000 container hàng lậu và hàng nhái nhập khẩu từ Trung Quốc có trị giá khoảng 2 tỷ USD. Một vụ bắt giữ hàng lậu lớn nhất trong lịch sử nước Nga. Tuy nhiên sau đó báo chí Nga gần như không đề cập đến vấn đề này cho tới đầu tháng 6 năm 2009 khi Thủ tướng Nga Vladimir Putin bất ngờ hỏi công việc điều tra vụ này đã tới đâu rồi. Trong cuộc họp chính phủ ngày 1 tháng 6 năm 2009, Thủ tướng Putin hỏi một số bộ trưởng. Kết quả sẽ dẫn tới bắt giữ một số người, nhưng các cáo buộc tới giờ này sao vẫn chưa thấy gì. Câu hỏi này được đăng trên chính website của ông Putin. Sau đó, chính quyền Moscow đã có hàng loạt hoạt động nhằm đẩy nhanh vụ điều tra này. Ủy ban điều tra Nga vào trung tuần tháng 6 cho biết đã truy cứu trách nhiệm hình sự trong đó có ba quan chức hải quan bị bắt vì hành vi bất hợp pháp, xóa nguồn gốc số hàng hóa lậu nói trên. Viện trưởng Viện Kiểm sát Ngài Uzi Chaika công bố 22 container chứa quần áo trẻ, em, trong số các container hàng lậu bị bắt ở chợ phòng do Trung Quốc sản xuất sẽ bị tiêu hủy vì chúng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng cấp phó của ông trai ca là ông Alexander Bookman, thì gọi chợ vòm là hang ổ địa ngục cần phải quét sạch, vì ông cho rằng đây là nguồn can của tham nhũng, phạm pháp cũng như nhiều loại tội phạm khác. Chúng ta cần ý chí và sức mạnh để tiêu diệt ổ sâu bọ này, ông Bookman nói. Ngoài ra, đấy chỉ là bề nổi, còn bên trong chợ vòm còn có vô số các hoạt động bất hợp pháp như cờ bạc, ma túy, nhà thổ, rửa tiền và hoạt động tài chính bất hợp pháp chợ vòm không phải là một đơn vị kinh doanh nhỏ. Khu chợ này được xem là nơi giao dịch hàng hóa lớn nhất Đông Âu. Theo tờ The Moscow Times, việc đóng cửa khu chợ này sẽ không những buộc hàng ngàn người buôn bán mất việc mà còn phá chén cơm của AST Group đang kiểm soát khu chợ này. AST Group do Tenman Izer Milov, 52 tuổi, một doanh nhân gốc Azerbaijan điều hành. Ông khởi nghiệp khi chỉ là một nhà buôn nhỏ, nay trở thành một trong những người giàu nhất nước Nga. Tạp chí Fox xếp ông là người giàu thứ 61 của Nga, với tài sản cá nhân ước tính 600 triệu đô la. E Imelov còn là bạn thân của thị trưởng Moscow là ông Yuzi Mặc dù chưa bị cáo buộc phạm pháp, nhưng ông Yuzi e Mylov đã trở thành mục tiêu của một bộ phim tài liệu, cho rằng chợ vòm là nơi rửa hàng tỷ đô la. Bộ phim mang tên Chekizon phát sóng ngày 8 tháng 6 trên kênh của truyền hình nhà nước Nga Zassia, do ông Arkady Mamontov là tác giả một nhà báo chuyên chống tiêu cực. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi thị trưởng Moscow sau đó đã lên đài truyền hình TV Center do chính ông kiểm soát để tuyên bố rằng sẽ đóng cửa khu chợ này vào cuối năm. Ông Lu Cốc nói Sau khi mọi việc xảy ra, tôi nghĩ khu chợ này sẽ chắc chắn bị đóng cửa và chúng tôi sẽ cố gắng hoàn tất việc đóng cửa vào cuối năm nay. Ngày hôm sau, Ủy ban điều tra Nga cho biết họ sẽ gửi cho ông Lu Cốc một bản viết tay về những khuyến nghị nhằm thực hiện việc đóng cửa chợ vòm. Ngoài ra, ủy ban này sẽ giám sát một ủy ban phối hợp gồm các công tố viên và các quan chức bộ nội vụ, hải quan và cơ quan an ninh điều tra rõ các hoạt động bất hợp pháp tại đây. Vai trò của Isermailov và vì sao chợ vòm phải đóng cửa Các quyết định gần như trái ngược nhau về ngày giải tỏa chợ che Kizoki, người Việt thường gọi là chợ vòm tại Moscow, Nga, gần đây khiến dư luận không khỏi thắc mắc. Ban đầu người ta cho rằng cần thêm 2 năm nữa mới hoàn thành dự án mới trên nền cũ của khu chợ này, nên chưa thể giải tỏa khu chợ này. Nhưng sau đó, quyết định đảo ngược và khẳng định chợ sẽ bị giải tỏa ngay trong năm 2009. Có thể nói quyết định đóng cửa chợ Vòm là đòn đánh mạnh tay của chính quyền Moscow đối với tỷ phú Nga Igor Milov, ông chủ của AST Group. Ông này đã gây chú ý vì chính các hoạt động quá khoa trương của mình. Ngày 23 tháng 5 trước khi Thủ tướng Putin yêu cầu điều tra đến nơi đến trốn hoạt động tại chợ phòng, Iser Mylov đã mở một tiệc linh đình, hai trường khách sạn Magdan Palace của ông ta tại Antalya. Thổ Nhĩ Kỳ với sự góp mặt của các ngôi sao Hollywood như Richard Gere, Sharon Stone và Paris Hilton. Khách sạn xây với chi phí 1,5 tỷ USD nằm trên bờ biển địa Trung Hải, với bể bơi ngoài trời rộng 16.000 mét, cùng với bể cá nhân tạo hình vòm bằng kính dưới nước. Ngoài ra khách sạn này còn có những tấm gương rát vàng trên nền của các phòng tắm hạng sang và một bãi biển với 9.000 tấn cắt nhập từ Ai Cập. Truyền thông nga chiếu cảnh Iser Milok mặc đồ vest cổ điển, ngồi trên chiếc trường kỳ có tay vịn hình sư tử rát vàng. Tham gia buổi lễ khai trương trên còn có cả thị trường Moscow Valurkov. Iser Milok đã bác bỏ mọi cáo buộc về những mối liên hệ giữa tập đoàn của ông với các tiêu cực tại chợ vòm. Luật sư của ông là Pavel Atakov cho biết. AST Group chỉ cho thuê mặt bằng chứ không liên quan gì đến các hoạt động bất hợp pháp tại đây. Theo thị trường Luzer Cốc, chính quyền thành phố Moscow đã nhiều lần muốn đóng cửa chợ vòm nhưng không thành công. Ông cho biết 80% mặt bằng tại đây thuê của Đại học Thể thao Liên bang và ông cũng cho biết trường đại học này không có chức năng cho thuê mặt bằng. Ủy ban điều tra Nga đã mở cuộc điều tra với cựu hiệu trưởng trường này, ông Alex Matusin, người đã ký kết hợp đồng cho thuê mặt bằng làm chợ. Ông Ma Tút Xin bị buộc rời khỏi chức vụ năm 2006 vì bị cáo buộc lạm dụng chức vụ. Và lúc đó, số tiền cho thuê mặt bằng còn lớn hơn rất nhiều số tiền mà nhà nước cấp cho trường hàng năm. Trên trang web của trường cho biết, họ đã hủy hợp đồng cho thuê mặt bằng làm trợ vòng từ đầu năm 2007, nhưng những người thuê mặt bằng đã đưa vấn đề ra tòa và họ đã được phép hoạt động ở đây tới tháng 12 năm 2009. AST Group của Izmailov là người trung gian đứng ra thuê mặt bằng của trường đại học thể thao liên bang, sau đó cho các tiểu thương ở chợ vòm thuê lại với giá cao để hưởng tranh lệch. Cho tới lúc này, theo báo chí nga, có vẻ như Izmailov đang chuyển tiền đầu tư vào thổ Nhĩ Kỳ và có tin cho rằng ông này đã nộp đơn xin nhập quốc tịch thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng theo Zianovtchi, các cơ quan chức năng của thổ Nhĩ Kỳ cũng đang thận trọng với Izmailov. Thị trường thành phố Antalya. Nơi y giờ vừa khai trương khách sạn xa hoa kia, đã ra lệnh điều tra việc xây dựng khách sạn vì có khả năng trong quá trình xây dựng có thể đã vi phạm luật quy hoạch của thành phố. Trong suốt tháng 5 năm 2009, trợ vòm là tâm điểm của vụ scandal liên quan đến hàng lậu. Ngày mùng 1 tháng 6 năm 2009, Thủ tướng Nga khi đó là Vladimir Putin đã yêu cầu Bộ Nội vụ, Cơ quan An ninh Liên, bang và Viện Kiểm sát tối cao nước này phải thực hiện triệt để cuộc chiến chống buôn lậu và sản xuất bất hợp pháp. Ngay lập tức các cơ quan chức năng vào cuộc. Tuy nhiên, việc đóng cửa vĩnh viễn chợ vòm là điều không hề đơn giản. Chính quyền thành phố Moscow ít nhất đã 5 lần hứa hẹn di rời chợ, giải phóng mặt bằng cho những công trình lớn của liên bang. Đó là vào các năm 2005, 2006, 2007, 2008 và tháng 6 năm 2009. Báo chí Nga cho biết, chủ chính của chợ vòm, là đại gia gốc Azerbaijan Tenman Izmailov, bạn thân của thị trưởng Moscow là ông Yuzi Trong tháng 6 có hai cú đấm dáng vào Izmailov. Thứ nhất là việc khởi tố hình sự vụ buôn lậu hàng trẻ em độc hại ở chợ vòm. Thứ hai, thị trưởng thành phố Antalya, Thổ Nhĩ kỷ lệnh cho các cơ quan chức năng điều tra về những vụ vi phạm trong việc xây dựng khách sạn Magdan Palace của Izmailov. Tờ Sunday Times, anh nhận xét rằng Thủ tướng Nga Putin rất không hài lòng về việc Izer đem 1,3 tỷ USD ra nước ngoài xây khách sạn, trong khi Nga đang lâm vào cơn khủng hoảng kinh tế nặng nề. Vụ bắt giữ hàng lậu ở chợ Vòm xảy ra từ tháng 9 2008, nhưng báo chí Nga chỉ biết và làm ẩm ĩ lên sau khi Magdan Palat khai trương cuối tháng 5 năm 2009. Tờ Sobecenic, Nga bình luận rằng, đằng sau sự lình xình xung quanh chợ Vòm là cuộc đọ sức của các thế lực ở Nga. Khu chợ sầm uất này thuộc về hai tỷ phú Igor Maylov và Zazak Iliev, cũng là người gốc Azerbaijan. Trước đây, Isa Maylov có uy lực lớn, nhưng theo tờ báo trên, bạn của ông chỉ là thị trưởng Moscow. Trong khi đó, lực lượng hậu thuẫn cho Iliev ngoài cơ quan an ninh liên bang còn có một nhân vật vô cùng hoành tráng. Trong bối cảnh tương quan lực lượng như vậy, thì tuyên bố của thủ tướng nga về việc đẩy mạnh công tác chống buôn lậu dễ dàng được hiểu là một tín hiệu ngầm. Thực ra từ trước. Bây giờ Mailo đã bị một số nhân vật có thế lực của chính quyền để ý. Ngày 29 tháng 6 năm 2009, khu chợ Chekizovki, mà người Việt Nam quen gọi là chợ Form, đã bị đóng cửa với lý do mà chính quyền địa phương ở Moscow giải thích là để làm tổng vệ sinh. Ông Nikolai Fetikhiev, quận trưởng quận Đông của Moscow, cho biết đã quyết định tạm thời đóng cửa khu chợ lớn nhất thủ đô để khắc phục những vi phạm về an toàn vệ sinh dịch tễ sau đó chợ đã không còn có cơ hội để mở cửa trở lại một hành trình đầy gian nan của bà con người việt để lấy hàng ra khỏi khu chợ đã bị đóng cửa và tìm kiếm kế sinh nhai mới trên đất khách quê người mời các bạn xem tiếp phần 3. chợ vòm đóng cửa người việt trôi giạt về đâu xin các bạn hãy ấn like ấn chuông ấn đăng ký để ủng hộ chúng tôi và xem được những video mới nhất xin trân trọng cảm ơn